Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tiếp theo là mình tập bài Nam Xưng để đọc kinh ha. Thì cũng như các bạn đã xem clip đàn cò rồi thì đàn guitar nó cũng vậy, mình cũng chia 8 câu một lớp ha. Mình học thành 4 lớp rồi cái mình dòng lại ha. Giờ là lớp 1. Lớp 1 câu 1. Câu mình cũng chia hai nhịp thôi. Câu 1 ha. U phan công ha. Công xê sừ nhịp nó. U. Vậy ba thì mình đọc sư ha. Sư xế xề ha. Sư phan công xê ha. Là nhịp nó là hát câu 1 ha. Mình đi thì thành 4 nhịp ha. Nhưng mà mình trong clip này thì hướng dẫn cho các bạn thì mình nhịp 2 nhịp thôi. U là thả 1-0 ha. Phan là 2-1. Công là 2-0 ha. Rồi công sau là 3-7. C là 3-5. Sừ 4-7 ha. Rồi sừ sau là 3-0. C là 3-5. Xề 5-5. Sư là 3-0. Phàn là 4-3. Cộng 4-2. Xê 3-5 ha. Mình đăng lại câu 1. Câu 1 phần nữa. Công U phan công C nhịp ngoại ha. Rồi xề sư công C nhịp ngoại luôn. Công là 2-0, U là 1-0, phan là 2-1, công là 2-0, C 3-5, xề 5-5, sư 4-7, cộng 5-7, C 3-5. Này câu 2. Câu 2 lần nữa. Tiếp luôn là câu 3. Sừ C công, U công C sừ một nhịp ha. Rồi sừ C sề. Rồi sừ sừ liều công ha. Sừ 4-7, C 3-5, công 2-0, U 2-5, công sau 3-7, C 3-5, sừ 4-7, sừ là 3-0, C 3-5, sề 5-5, sừ 3-0, sừ sau 4-7, liều 4-5, cộng 5-7. Đang lại câu 3. Thank you.
sừ, xê xề nhập ngoại. Rồi xề sừ cộng xê nhập ngoại luôn. Liều 4-5, sư 3-0, xê 3-5, xề 5-5, xề 5-5 đó. Sư 4-7, cộng 5-7, xê 3-5, đang lại có 4. Yeah.
học lớp 2 đâu. Câu chính à. Sừ u c công nhịp ngoại. Sừ c công u công c sừ nhịp nữa. Sừ 30 u 25 c 35 công 37. Rồi sừ sau là 45 47. Sừ 47 này. C 35 công 20 u 25 công 37 c 35 sừ 47. Đàn câu chính. Liều sư xê xề nhịp ngoại. Xê ô công xê sừ nhịp ngoại luôn. Liều 45 sư 30 xê 35 xề 55 xê 35 u 25 công 37 xê 35 sừ 47. Đàn câu 10. Câu 10 lần nữa. Tiếp luôn câu 11. Sừ sừ xê công là một nhịp. Cộng công xê sừ u phan công xê nhịp đó. Xê là 55 xê 35 sừ 47 sừ 50 sừ sau là 47 xê 35 công 37 cộng 57 công 37 c 35 sừ 30 u 10 phan 21 công 20 c 35. Đàn câu 11. Nào tiếp con câu 12. Câu 12. À, để mình đọc nhịp câu. À đọc rồi. Rồi câu 12. Sư xê sư liều xề ha. Là một nhịp. Rồi sư sư cộng c nhịp ngoại. Sư là 47 c 35 sư 47 liều 45 c 55. Rồi sư 30 sư sau là 47 cộng 57 c 35. Đàn câu 12. Mình đàn lại một lần từ câu 9 đến câu 12 ha.
ngoại. Cộng công C trừ U phan công C là nhịp nữa. Trừ 30 U 25 C là 35 công 37 cộng 57 công là 37 C 35 trừ 30 U 10 phan 21 công 20 C 35 đàn là câu 13. Đây là hết lớp 2 ha. Rồi lớp 3 thì cũng trùng. Lớp 3 câu 17 là trùng câu 13, câu 18 trùng câu 2, câu 19 trùng câu 7, 20 trùng câu 8 ha. 21 trùng câu 9, 22 trùng câu 10, 23 trùng câu 11, 24 trùng 12. Là hết lớp 3 ha. Rồi lớp 4 câu 25 trùng 13, 26 trùng câu 2, 27 trùng câu 3, 28 trùng câu 4, 29 trùng câu 5, 30 trùng câu 6, 31 trùng câu 7, 32 trùng câu 8 ha. Là hết 4 lớp. Là khi mình vô đàn đọc kinh thì cứ hết 4 lớp là mình dòng lại lớp 2, lớp 3, lớp 4 hoài ha. Còn lớp trống thì mình để xài cho chỉ có bài kinh ngũ nguyện thôi ha. Là giờ mình tạm thời mình học 4 lớp này. Là giờ mình sẽ đàn lại cho các bạn từ lớp 1 đến lớp 4 ha. Thank you.
À, ở đây là tạm hết 4 lớp ha. Rồi, chúc các bạn tập tốt ha. Xin chào tất cả quý vị và các bạn.